Quang Lâm Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng các tem có tên là Trâm Thông Fancy. Và sau đây mình xin mời các bạn tham khảo một số màu hoa của Trâm Thông Fancy. Tại vì có khi là nó nở màu vậy, có khi nó nở màu khác, mà có khi một cây hai bông mà nó khác màu luôn. Đó. Ví dụ như các bạn thấy cái cây này là cây cũng nở tại vườn mình chụp đó. Các bạn thấy không? Hai cái gam màu luôn, các bạn nhìn hai cái lưỡi, hai lưỡi bông nó cũng khác khác nhau nữa. Đây cũng là một bông, mặt bông của các Trâm Thông Fancy luôn. Có khi hai cây vậy mà cây màu đỏ đậm về, còn cây thì cái màu giống như ban đầu mình đưa vậy cũng có nữa. Có khi hai bông cùng trên cây mà cây màu này, rồi một cây màu đậm cũng có nữa. Thì các Trâm Thông Fancy này á, nếu như mà các bạn trồng đạt nha, trồng đạt thì hoa của nó cực kỳ to. Mình nói thiệt là có nhiều khi cái bông nó nở ra một bông mà nó to mà mình để vô nó bự bằng cái mặt của mình luôn á, nó to như vậy đó, rất là to luôn. Và sau đây mình xin giới thiệu với các bạn hình cây thực tế. Đây là các Trâm Thông Fancy và đây là hàng trồng thuần nha các bạn, trồng thuần và đa phần là đều phát triển rất là tốt và đều là đang ra cây con hết. Thì tất cả là đồng giá 180.000 một chậu. Đây, đang lên cây con nè. Đây là hàng trồng thuần cho nên rất là khỏe cây. Đó, đều là đang đâm cây con và đâm rễ rất là tốt. Đó, các bạn thấy đang ra rễ rất là tốt. Đây đều là cây trưởng thành khỏe mạnh hết nha các bạn. Đồng giá là 180.000 một chậu. Và số điện thoại của mình là 0908 846 804. Tất cả đều đồng giá 180.000 một chậu hết các bạn. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở đường Hùng Vương, sân vận động Long An, thành phố Tân An, nằm gần bến xe Long An. Các bạn yêu thích dòng các tem Trâm Thông Fancy này, các bạn hãy gọi điện thoại cho mình nhé. Số điện thoại 0908 846 804. Xin cảm ơn các bạn.